À, chúc trân trọng mọi người nha, nay 16 nha. Mình có ăn cặp máy nhưng mà làm xong trước một con, quay trước một con để cho anh khách ảnh đỡ nôn ha. À, con máy này á, là ở bên Bình Minh Vĩnh Long ha, cho anh Tư ha. Khách hàng quen của mình ha. Ảnh xài máy 4 phép của mình là rất là nhiều luôn, ảnh xài nhiều năm nay lắm mà bây giờ ảnh ảnh lên máy ảnh bị ướt nước mưa với đánh cu phi nó hết đạt rồi, xài lâu quá bây giờ ảnh lên máy 10 phép IGBT này ha, đánh cu phi cho nó ok hơn với đánh cho nó ngon hơn. Còn con máy này là của anh khách ở Hậu Giang ha, là 10 phép IGBT vừa bộ vừa xuồng cho anh nè, hai tụ lục nguồn đầu vào, 6 tụ lục nguồn đầu ra ha, chạy 2 IGBT lớn. Giờ em hướng dẫn anh sử dụng luôn nha, nhanh gọn lẹ. Cái núm màu vàng này là bâm nè, nó bâm từ 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 á, thì anh để số 1, hoặc nếu mà anh muốn quýnh goofy á thì anh để cái nút này khoảng số 2 số 3 ha, cho nó bâm lẹ lẹ ha. Còn anh muốn quýnh từ từ á thì anh quýnh lì, thì anh dặn hết, anh dặn hết qua em để bên lì nè, em để bên lì nè, có giữ lì đây, anh quýnh bên lì ha. Còn anh đi bộ á, anh đi bộ anh quýnh cá lóc á, anh quýnh cá lóc lương nữa, anh đi bộ đi bình nhỏ thì anh đi số 2 số 3 thôi. Khi nào mà đánh goofy rồi anh nó lên số 4 số 5 ha, thấy goofy nó hơi chạy thì anh mới nhích lên thôi, còn nếu mà goofy nó số 3 nó chết thì số 4 nó chết thì cũng đừng có nhích lên ha, nhích lên là cá lóc cá chê nó liệt nó chìm. Rồi khi anh đi quýnh xuồng cũng vậy nha, anh đi quýnh xuồng một giờ anh đi từ số 5 số 6 thôi, khi nào thấy cá chạy quá lên số 7 ha, để tăng hết ga hết số là nó hao bình với nó nóng máy nha anh nha. Đi sao mà thấy con cá vừa lên đẹp là được rồi, nhưng mà em khuyên anh là nên đi đánh bâm đi, bâm thì tẹt nhà nó ngon hơn nè, để xíu nữa em test máy cho anh xem ha. Bâm á con cá nó lên đẹp hơn mà ít hao điện hơn nữa. Bây giờ em kẹp tải vô cho anh xem. À, máy chạy ha. À. Máy của anh nó lực dữ lắm, lực nha, 4.000 mã sáng cỡ này nè. Con máy là chuyên đánh nước ngọt phèn thôi nha. IGBT này mình làm chuyên đánh ngọt phèn nên nó lực lắm, chứ không phải là đánh lợ mặn. Khi nào làm đánh lợ mặn á thì đánh vòng, còn cái này là mình đánh chuyên giải áp ha. À, cái này là bật qua đánh lì. À, đánh goofy là để vậy nè, để nó nhanh nhanh rồi nè, đó vậy là goofy là hết trơn rồi. Quýnh cá lóc, khách ở bên em quýnh cá lóc là quýnh tầm này nè, quýnh tần số chầm chầm là cá lóc lên, còn dứt hết ra vậy là goofy không kịp ngáp luôn đó, là cá lóc là không có lên con nào nổi luôn nha. Mang tải nhiều cũng không nói lên được điều gì nha anh em, quan trọng là xuống nước có ăn cá được hay không thôi ha. Kẹp này về anh, về anh tha mở bò vô kẹp giùm em ha, cho nó xài bền ha, vừa bền kẹp vừa bền cục bình ha, nó ăn điện dẫn điện tốt. Dây điện là em hàng dây 6 chấm này nha, mấy dây nhỏ này nha, hàng hết trơn nè. Về anh em đừng có cắt kẹp ra rồi anh em cột nha, cột nối tùm lum tùm la chứ nó không có ăn điện rồi nó dẫn đến hư hỏng cháy nổ tùm lum tùm la nữa, anh em tuyệt đối. Còn bảo hành là anh em không được tự ý cậy phá dở ra coi hoặc sửa chữa ha, chỉ mở cái nắp lên thì được, vệ sinh bụi bặm rồi cho em thì được ha. Anh em mà thay đổi sửa chữa gì trong này là em sẽ hoàn toàn không bảo hành cho anh em ha, sửa sẽ tính tiền ha. Còn trong thời gian bảo hành mà máy tự nhiên cháy nổ hư hỏng thì em bảo hành miễn phí 100%. Đây, máy chạy mát lạnh luôn, tại vì IGBT mà nó tải 1000W đánh nước ngọt phèn thì thôi, đánh suốt đời nó luôn. Mà chào anh em á, anh em cần liên hệ với mình qua số điện thoại 0357967397 ha, gặp Tú. Kích điện và pin lithium ha, em làm luôn máy kích cơ nha. Kích cơ là em giờ em có phe xịn về, giờ em làm phe xịn cho anh em chứ không làm phe chợ nữa anh em ha. Nên cái vấn đề mà cá đồ ha, anh em yên tâm đi. Máy em làm nào giờ anh em có một số anh em xài lâu quen là biết rồi đó, cái uy tín chất lượng đó, tiền nào của đó anh em, nhắc lại anh em nha, tiền nào của đó chứ không phải mà hàng mắc mà dởm ha, hàng rẻ mà tốt là không có ha.